Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2024, từ căn nhà của anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí ở Cùng Tiên, Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thưa quý khán thính giả, thiên tai trong những ngày qua đã ập đến Việt Nam. Mẹ Việt Nam đã phải hứng chịu biết bao đau thương do cơn bão số 3 và cơn bão số 4. Đứng trước cảnh đau thương đó của mẹ Việt Nam, những con dân Việt Nam, kẻ ít người nhiều nhưng lá lành đùm lá rách và lá rách đùm lá rách hơn. Nghĩa cử đó thật là cao đẹp. Nhưng cũng có những người không có làm gì hết, lại thích, chỉ trích và phê phán. Cho rằng những số tiền này, những số tiền nọ quá nhỏ đi, nên đọc sao kê của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc với những lời mai mỉa, coi thường những sự đóng góp đó của những người mà họ có tâm muốn giúp cho những người nạn nhân do thiên tai mà họ chưa có đủ khả năng. Trong khi đó, những thế lực ở nước ngoài, nhất là Việt Tân, lại chĩa miệng về Việt Nam, công kích việc mà cứu trợ của đảng và nhà nước. Rất nhiều công an và bộ đội đã gồng mình ra giúp đỡ những người dân trong những ngày qua, và những người đó đã biết ơn các công an và bộ đội, và cũng có những người khi đi cứu trợ cũng đã bị tử vong. Bản thân tôi trong những ngày qua cũng bị một nhóm người mà đi theo tôi 4 năm trời, 5 năm trời chửi bới, nhục mạ tôi, đủ chuyện đủ trò hết. Có những kẻ tự hào mình là ăn chơi chờ chết, là đại gia kinh khủng lắm, mà không nhả ra một xu cắt bạc nào cho các nạn nhân lũ lụt. Còn khả năng của tôi đã nói rồi, tôi nhỏ bé, hạn chế, tôi chỉ có thể giúp được giai đoạn này là 5 triệu thôi. Và tôi cũng vận động anh em họ hàng, bà con và những người thân ở bên Mỹ gửi về, tôi cũng đã công bố rõ ràng rồi. Thế nhưng đứng trước cảnh mà có những người lên trên mạng xã hội mỉa mai những người đóng góp 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng thì nhiều người bức xúc. Nên hôm nay tôi không phải để phản biện những người làm truyền thông bẩn như thế, mà tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn và rất xúc động của tôi đối với những người đóng góp mà không có khả năng, lại viết những câu rất là dễ thương. Qua sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chúng ta thấy được lòng của họ như thế nào. Tôi xin đọc như sau đây nha. 10.000 đồng đóng góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc với lời nhắn như sau: xin lỗi vì chỉ gửi được số tiền ít ỏi này, mong mọi người bình an. Xin lỗi trước, vì họ có khả năng đâu, họ chỉ gửi tới đó thôi. Rồi một người viết tiếp 10.000 đồng: con xin lỗi, con không có nhiều tiền. Viết là Trần Thị Mỹ Quán hay Mỹ Quân gì đó. Không có nhiều tiền, gửi 10.000 thôi. Rồi một người nữa gửi 10.000 với lời nhắn như sau. Đôi lúc không có dấu nên có thể đọc trật, xin quý khán giả thông cảm. Cháu còn là học sinh chưa có nhiều ạ. Cháu xin lỗi A.CT. Từ Lý Hồng Nhật Linh tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương. Đó là lời nhắn là học sinh không có nhiều tiền, chỉ có 10.000. Có người gửi là 8.832 đồng. Xin lỗi, nhưng số dư của em chỉ còn nhiêu đây. Xin lỗi vì không giúp được nhiều hơn. Chỉ có khả năng từng đó thôi. Tôi đọc tôi cũng rất là xúc động. Rồi có một người lại gửi có 8.582 đồng với lời nhắn như sau: xin lỗi, con chỉ là sinh viên,
Con thực sự rất muốn đóng góp nhiều hơn cho tổ quốc. Con thật vô dụng, cầu cho đồng bào các nơi đang bị lũ lụt được bằng an. Lời nhắn như vậy ai mà không thương được, rất là xúc động. Rồi có một người gửi chỉ có 7.366 đồng với tin nhắn: xin lỗi vì con chỉ còn có bấy nhiêu thôi ạ. Chỉ còn từng đó thôi đóng góp. Có người thì đóng góp 6.000. Cháu còn số tiền cuối trong tài khoản, cháu xin lỗi. Có 6.000 cuối à, gửi luôn 6.000 cuối đó. Rồi một người nữa gửi 5.000. Xin lỗi vì cháu chỉ có nhiêu đây thôi, cháu chỉ có từng này à. Coi như là vét cạn tài khoản của mình, chỉ còn có 5.000, gửi luôn. Rồi cũng có người gửi 5.000. Nguyễn Minh Kha hay Minh Khả gì đó: xin lỗi nha, em cũng khó khăn nên em chỉ giúp được nhiêu đây thôi ạ. Chủ tài khoản từ Nguyễn Minh Kha tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương. Đúng là lá lành đùm lá rách, nhưng có nhiều hoàn cảnh lá rách đùm lá rách hơn. Các em, các cháu đang là học sinh, sinh viên gửi 5.000, 8.000, 10.000, 9.999, 8.000 mấy, con số lẻ, vét cạn tài khoản của mình ra để gửi. Thì chúng ta trân trọng những tấm lòng này. Không phải là họ có nhiều tiền mới trân trọng, mà trân trọng tấm lòng. Tôi nhớ trong Tân Ước, Đức Giêsu có ngồi ở dưới nhà thờ, thấy có một bà quá lên dâng cúng, chỉ có 2 đồng tiền xu thôi. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: hôm nay người đóng góp nhiều nhất là bà quá này. Bà đã đóng góp tất cả những gì bà còn, tất cả những gì bà có, bà đóng góp 2 đồng tiền xu đó, hơn là những người xách rủng rỉnh túi tiền đi đóng góp, nhưng là khoe rằng tôi có tiền, khoe rằng tôi có lòng. Và thời đại này ở Việt Nam tôi học câu đó là có những người có nhiều tiền họ muốn sống phong bạc nữa cơ. Khiếp khủng không? Nhưng đây là những người lá rách đùm lá rách hơn. Vét cạn trong tài khoản của mình còn vài ngàn thôi cũng gửi đi. Những người đóng góp như này thì với quan điểm của Đức Giêsu là đóng góp nhiều lắm đó. Nhiều khi họ còn đóng góp nhiều hơn những người vỗ ngực xưng tên mình là ăn chơi chờ chết, đại gia giàu có lắm mà không biết đóng góp được cái gì, may ra một vài triệu. Còn những người này thì đóng góp rất rõ ràng. Đương nhiên đồng tiền nào đóng góp vào trong quỹ để mà cứu trợ lũ lụt nạn nhân đều trân quý cả. Thì chúng ta đừng có mai mỉa bất cứ một đồng tiền nào, dù đó là 1.000 đồng tiền Việt Nam, 500 đồng tiền Việt Nam cũng trân quý, 1 đồng cũng trân quý. Tôi gửi đến thông tin đến quý khán giả, không những là những bản tin này mà còn đọc đọc xuống nữa đó. Trời ơi, nhất là những người gửi 50.000, 30.000, 100.000, 200.000 là gì á, nhiều lắm. Họ nhắn những thông tin rất xúc động. Nhà gặp khó khăn nhưng cũng cố gắng hết mình giúp cho các nạn nhân lũ lụt. Nên là tôi xúc động. Tôi thấy rằng là những lời nhắn này là những lời nhắn của những người có tâm, nhưng khả năng chỉ tới đó thì là họ làm hết mình, rất trân trọng. Một xu cắt bạc mà đóng góp cho các nạn nhân bây giờ cũng xin trân trọng và cảm ơn những tấm lòng cao thượng đó giúp cho mẹ Việt Nam vượt qua những khó khăn này. Đây là giai đoạn mà chúng ta cùng chung tay nhau góp sức, nhất là góp một bàn tay với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và tất cả các lãnh đạo của chúng ta
để đất nước của chúng ta chống lũ, chống lụt, chống bão, vượt qua khó khăn này. Đó chính là truyền thống rất đáng yêu của dân tộc Việt Nam. Xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.